còn hơn 2 tuần nữa là đã đến Tết rồi. Bạn đang băn khoăn không biết Tết Quý Mão 2023 này nên lựa chọn quà gì cho người thân, bạn bè, đối tác hay đồng nghiệp thì hãy đến ngay với Big Luxury, lựa chọn cho mình set hộp quà giá vàng ngay thôi nào. Với bề ngoài được thiết kế tinh xảo kết hợp với vẻ đẹp truyền thống và xu hướng hiện đại, hộp quà giáp vàng của Pick với các họa tiết đúc thủ công hoặc đúc theo công nghệ đúc chân không hiện đại nhất. Đặc biệt, bên ngoài chi tiết còn được phủ một lớp vàng ròng 4 số 9 tô thêm vẻ đẹp cho sự sang trọng và đẳng cấp. Hạt điều lụa được chế biến đặc biệt, rang thủ công trên bếp củi. Cách này giúp hạt điều giữ nguyên hương vị từ vụ thu hoạch mới. Hạt bắp ca có nguồn gốc từ châu Úc với hương vị tinh tế, ngọt ngào, giòn béo. Bạn không thể cưỡng lại được sức hút của mắc ca. Và cuối cùng là khô gà vàng ươm ngấm đều gia vị và vẫn giữ được độ mềm dai của thịt. Khô gà có chứa các vitamin như A, C, E, B1, B2 và các loại muối khoáng như canxi, phốt pho, sắt. Có thể nói đây là thực phẩm tốt nhất dành cho những ai đang ăn kiêng và trong quá trình giảm cân, vì trong sản phẩm này có chứa hàm lượng chất đạm cao giúp no lâu và đốt cháy lượng mỡ thừa. Cùng với Pick, xích lại gần nhau hơn.